phản ứng của quốc tế trước việc Thái Lan quyết định dẫn độ ông Y Quỳnh Ráp về Việt Nam. Truyền thông Thái Lan và quốc tế vào ngày 30 tháng 9 đồng loạt đưa tin Tòa án hình sự Thái Lan đã ra phán quyết về việc nhà hoạt động nhân quyền người Thượng Y Quỳnh Ráp sẽ bị dẫn độ Việt Nam, nơi ông sẽ phải đối mặt với bản án 10 năm tù với cáo buộc khủng bố. Báo chí Thái Lan cho biết vào tháng 1 năm 2024, một tòa án cấp tỉnh của Việt Nam đã tuyên án vắng mặt ông Y Quỳnh Ráp 10 năm tù với cáo buộc khủng bố khi cho rằng ông đã tham gia vào cuộc bạo loạn chống chính quyền ở tỉnh Đắk Lắk vào tháng 6 năm 2023. Thẩm phán tại Thái Lan khẳng định yêu cầu của chính phủ Việt Nam về việc dẫn độ ông Y Quỳnh là có căn cứ và cơ sở, tuyên bố như sau. Tòa án thấy rằng việc dẫn độ với ông Y Quỳnh Ráp có thể được thực hiện bởi không có lệnh cấm nào đối với quyết định này. Chính phủ có quyền thực hiện việc dẫn độ trong vòng 90 ngày, bất kể phán quyết của tòa án có nội dung là gì. Tuy nhiên, tòa án cho biết ông Y Quỳnh có thời gian 30 ngày để mà kháng cáo. Nếu chính phủ Thái Lan không có hành động nào được thực thi trong vòng 90 ngày, thì ông Y Quỳnh Ráp phải được trả tự do. Theo mô tả của truyền thông Thái Lan trước tòa, ông Y Quỳnh mặc đồng phục tù màu nâu, tỏ ra bình tĩnh và ngay sau đó đã được chuyển đến trại giam ở Bangkok. Trong khi đó, bà luật sư Bergman, người bào chữa cho ông, cho rằng ông Y Quỳnh đã thề rằng ông sẽ chống án. Ngay lập tức sau khi tòa hình sự Thái Lan ra phán quyết nêu trên, các tổ chức nhân quyền đã lên tiếng phản đối, đồng thời ra lời kêu gọi chính quyền Thái Lan không thi hành việc dẫn độ ông Y Quỳnh Ráp về Việt Nam. Theo Đài Á Châu Tự Do, ông Philip Robertson, giám đốc tổ chức những người vận động nhân quyền và lao động châu Á, nói rằng quyết định này của tòa án Thái Lan là kinh hoàng và vô lý. Ông tin rằng ông Y Quỳnh chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự tra tấn cưỡng bức nếu bị buộc trở về Việt Nam. Đồng thời, ông Robertson cho rằng tòa án Thái Lan đã bỏ qua bản chất của phán quyết ban đầu của tòa án Việt Nam với ông Y Quỳnh là giả mạo và gian lận. Ông khẳng định chính phủ Thái Lan phải chống lại áp lực công khai của Bộ Công an Việt Nam. Theo ông Philip Robertson, chính phủ Thái Lan nên để nhà hoạt động người Thượng Y Quỳnh được tái định cư ở một quốc gia thứ ba, nơi ông có thể nhận được sự bảo vệ thực sự. Tổ chức Đoàn kết Công giáo Toàn cầu có trụ sở tại Anh Quốc vào ngày 30 tháng 9 cũng kêu gọi chính phủ Thái Lan bảo vệ quyền không bị trả lại đối với ông Y Quỳnh Ráp và kêu gọi Thủ tướng nước này không thực hiện lệnh dẫn độ ông về Việt Nam. Cũng hôm 30 tháng 9, Tổ chức Quỹ Nhân quyền có trụ sở tại New York, Hoa Kỳ đã kêu gọi chính phủ Thái Lan ngưng dẫn độ ông Y Quỳnh Ráp và kêu gọi Thái Lan trả lại tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông. Tổ chức Người Thượng Vì Công Lý cực lực phản đối quyết định trên của Tòa án Hình sự Bangkok và cho rằng phán quyết này không chỉ vi phạm nghiêm trọng các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế, mà còn dựa trên những cáo buộc hoàn toàn sai sự thật và vô căn cứ, vì ông Y Quỳnh Ráp không hề liên quan đến vụ bạo động ở tỉnh Đắk Lắk vào hồi tháng 6 năm 2023. Nhà nghiên cứu cấp cao của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế ở Thái Lan, ông Sunai, khẳng định phán quyết của tòa hôm 30 tháng 9 đã gây sốc và thất vọng đối với ông, vì tòa án Thái Lan đã phớt lờ cả nghĩa vụ quốc tế của đất nước lẫn luật của nước này trong việc chống đẩy trả lại. Vào tháng 5 năm 2024, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế đã từng công bố một báo cáo chi tiết cáo buộc Thái Lan ngày càng trở nên nguy hiểm hơn đối với người xin tị nạn nước ngoài trong thập kỷ vừa qua bằng cách tham gia vào một chợ trao đổi không chính thức với các nước láng giềng. Theo đó, các bên trao trả lại những người bất đồng chính kiến của nhau, bất kể việc họ có thể bị bắt, tra tấn hoặc bị giết hại ở quê nhà. Vì sao Tổng Bí thư Tô Lâm cần cảnh giác việc cõng rắn cắn gà nhà từ phe bảo thủ trong đảng? Trong chuyến công cán của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đến Mỹ, những phản ứng của quân đội Trung Quốc cho thấy ban lãnh đạo Bắc Kinh không hài lòng với ông Tô Lâm. Không chỉ là về vấn đề Bộ Tư lệnh Tên lửa quân đội Trung Quốc đã cho phóng hỏa tiễn xuyên lục địa về hướng Hoa Kỳ trước cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Tô Lâm và Tổng thống Mỹ Biden trong ngày 25 tháng 9. Mới đây nhất, truyền thông quốc tế đưa tin vào ngày 28 tháng 9, quân đội Trung Quốc đã tổ chức tập trận trên vùng biển và vùng trời gần bãi cạn của Biển Đông. Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, một số quốc gia bên ngoài khu vực đang gây rối trên Biển Đông và gây bất ổn trong khu vực. Theo giới quan sát quốc tế có thể hiểu, những tuyên bố nói trên của Trung Quốc là nhằm vào các quốc gia có liên quan đến tranh chấp ở trên Biển Đông, trong đó có Việt Nam. Phản ứng như việc kể trên của chính quyền Bắc Kinh liệu có liên quan đến chuyến thăm Mỹ của ông Tô Lâm hay không, và có hay không hành động cắn rắn cắn gà nhà của phe bảo thủ trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Cũng xin nhắc lại, vào ngày 26 tháng 5, Bộ Công an dưới sự chỉ đạo của ông Tô Lâm đã lên kế hoạch tảo thanh với phe Nghệ An, Hà Tĩnh
Khi đó, phe Nghệ An không chịu thúc thủ chờ chết. Chủ tịch tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Chung đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của tỉnh này sang thăm và làm việc tại Trung Quốc. Ngay sau đó, tàu Hải Dương địa chất 26 của Trung Quốc đã đột ngột xuất hiện khảo sát trái phép trong khu vực Vịnh Bắc Bộ thuộc chủ quyền của Việt Nam. Theo giới quan sát, dường như đó là chỉ dấu cho thấy Bắc Kinh đang cố lên dây cót tinh thần cho những thế lực nào đó trong ban lãnh đạo của Việt Nam. Tại sao lại xảy ra hiện tượng bất bình thường đến như vậy? Và điều đó có liên quan gì đến những tuyên bố công khai mới đây của ông Tổng Bí thư Tô Lâm liên quan đến vấn đề cải cách kinh tế và thể chế chính trị của Việt Nam hay không? Việc củng cố quyền lực quá nhanh của ông Tô Lâm có thể đã làm phật lòng một bộ phận không nhỏ trong đảng, đặc biệt là những người thuộc thành phần bảo thủ, kiên định với chủ nghĩa xã hội, cũng như sự lãnh đạo tập thể. Ngược dòng thời gian, cách đây không lâu, trước Hội nghị Trung ương bất thường vào ngày 3 tháng 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã suy tôn ông Tô Lâm lên làm Tổng Bí thư với tỷ lệ đồng thuận 100%. Chắc chắn không ai nghĩ một chùm an ninh mật vụ, cựu Bộ trưởng Bộ Công an đã trở thành một nhân vật cải cách được. Sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời và Tô Lâm trở thành người kế nhiệm, nội bộ đảng đã rối ren, ngày càng rối hơn, bởi tầm cỡ của ông Tô Lâm không đủ sức để mà thuyết phục các phe nhóm, đặc biệt là đối với phe bảo thủ trong hệ thống quyền lực do ông Nguyễn Phú Trọng để lại. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chắc chắn không phải là sự lựa chọn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông được đánh giá là một nhân vật thực dụng, thích chủ nghĩa tư bản và hưởng thụ, khác hẳn với ông Nguyễn Phú Trọng. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khi đó đã loại bỏ các ứng viên là người thân cận do chính ông Nguyễn Phú Trọng lựa chọn. Đó là lý do chỉ trong vòng có 3 tháng liên tiếp, các nhân vật như Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ và Trương Thị Mai, người được đánh giá là trong sạch nhất trong đảng, cũng phải ra đi vì tội danh tham nhũng. Sự kế thừa của ông Tô Lâm không phải là một sự tiếp nối, và quyền lực của ông không được lãnh đạo cao nhất trong đảng tâm phục khẩu phục. Ông Tô Lâm cần phải cảnh giác trong việc cõng rắn cắn gà nhà từ phe bảo thủ trong đảng, nhất là đã có các nhận định cho rằng Bắc Kinh đang tổ chức và giật dây đám tay chân bảo thủ còn rất đông trong đảng để mà hạ bệ Tổng Bí thư Tô Lâm. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Phải chăng hai tướng Lương Cường và Nguyễn Trọng Nghĩa chống Tổng Bí thư Tô Lâm? Từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Mông Cổ, Ireland và Pháp, đồng thời tham dự hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19. Đây là cơ hội cuối cùng của ông Tô Lâm để thăm các nước khác với tư cách nguyên thủ quốc gia của Việt Nam. Vì sau chuyến công tác này, theo dự kiến, Quốc hội sẽ bầu chủ tịch nước mới theo nghị quyết của Trung ương Đảng. Theo thông báo chính thức, kỳ họp thứ 8 của Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc vào ngày 21 tháng 10. Dự kiến thời gian làm việc là 29 ngày, chia thành 2 đợt. Và đây là hình Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Theo một số đánh giá, chuyến công du này của ông Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh trong nội bộ đảng không yên tĩnh. Mới nhất, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an được cho là đã nhận thấy có nhiều dấu hiệu bất bình thường. Thậm chí, Hà Nội sẽ là mục tiêu, địa bàn tiến công xâm lược của kẻ thù. Đây là lý do, ngày 29 tháng 9, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội diễn tập chiến đấu hiệp đồng quân, binh chủng, khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội trong 4 ngày. Sau khi kết thúc chuyến làm việc tại Mỹ và thăm chính thức Cuba, theo một số suy đoán, ông Tô Lâm đang tìm mọi cách để lật lại hồ sơ. Xử lý một số tướng lĩnh cấp cao của quân đội thuộc dạng cứng đầu đang chống phá các nỗ lực cải cách của ông. Trong đó, Thường trực Ban Bí thư Đại tướng Lương Cường và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa có sự bất hòa với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và cả Tổng Bí thư Tô Lâm. Theo giới thảo tin, khi Đại hội 13 sắp diễn ra, Đại tướng Lương Cường được cố Tổng Bí thư Trọng lựa chọn và cũng là người có triển vọng nhất để ngồi vào ghế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Nếu tướng Lương Cường lên Bộ trưởng, thì đương nhiên tướng Nguyễn Trọng Nghĩa sẽ ngồi thay ở ghế chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Khi đó, hoạn lộ của tướng Nghĩa sẽ thênh thang, có thể vào được Bộ Chính trị và cũng có thể sẽ có quân hàm cấp đại tướng. Nhưng với sự ủng hộ của các tướng lĩnh khối tác chiến, tướng Phan Văn Giang đã giành được ghế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vào giờ chót. Điều đó đã khiến hai tướng Cường và Nghĩa vỡ mộng. Và đây là hình Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa. Chưa hết, sự bành trướng quyền lực của phe công an
đã áp đảo phe quân đội với số lượng ủy viên Bộ Chính trị xuất thân từ công an lên đến 6 người, trong khi số xuất thân từ quân đội chỉ là 3 ủy viên, bằng một nửa. Đó được cho là một trong những lý do khiến sau Đại hội 13, tướng Nghĩa được phân công giữ chức trưởng ban tuyên giáo Trung ương. Theo thông lệ, người ngồi ghế này sẽ đương nhiên là ủy viên Bộ Chính trị. Nhưng không hiểu vì lý do gì, tướng Nghĩa vẫn là ủy viên Trung ương Đảng, cho mãi đến Hội nghị Trung ương 9 mới được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị. Đây cũng được cho là lý do vì sao Đại tướng Lương Cường và Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa luôn chống đối Tổng bí thư Tô Lâm. Đáng chú ý, trong cuộc gặp với Tổng thống Biden, ngồi bên phải ông Tô Lâm là 4 ủy viên Bộ Chính trị, nhưng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban tuyên giáo Trung ương, tân ủy viên Bộ Chính trị, lại chiếm vị trí được cho là giám sát ông Tô Lâm. Và đây là hình Đại tướng Lương Cường. Hôm đó, ông Nghĩa ngồi ở vị trí cao hơn Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, một nhân vật có ảnh hưởng rất lớn trong quân đội. Theo một số nhận định, đây là một biểu hiện rất bất thường, dấy lên nhiều nghi vấn về sự chống đối ra mặt của một số tướng lĩnh trong quân đội. Liệu điều đó có liên quan gì đến vụ ban tuyên giáo Trung ương ra lệnh xóa bỏ một đoạn phát biểu của ông Tô Lâm về những người bạn Mỹ hay không? Có ý kiến cho rằng ông Tô Lâm sẽ thông qua Tổng cục Tình báo quân đội, Tổng cục 2, để lật lại hồ sơ nhằm xử lý các tướng lĩnh cấp cao của quân đội đang chống lại công cuộc cải cách của ông. Nhưng có lẽ, đối với hai tướng lĩnh đi lên từ công tác chính trị như Lương Cường và Nguyễn Trọng Nghĩa thì khó tìm được dấu vết nhúng chạm. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Phải chăng hai tướng Lương Cường và Nguyễn Trọng Nghĩa chống Tổng bí thư Tô Lâm?